mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy rất lạ lùng, như đây là một nhân chứng. Xin mời, khích là gọi là cái gì đây không biết nữa. Con là thích nữ Liên Hòa, tên là Phụng. Thích nữ Liên Hòa. Thích nữ Ly Hòa. Dạ. Vâng. Thích nữ Ly Hòa tên là? Dạ, tên là Phụng. Vâng. Nguyễn Minh Phụng. Cái gì? Nguyễn Minh Phụng. Nguyễn Minh Phụng, hôm nay là thích nữ Ly Hòa bao nhiêu tuổi? Dạ thưa con, tuổi thiệt thì sinh năm 1936 mà bị cá chùa làm loại 49. Rồi, thích nữ là đang ở đâu? Dạ thưa con, hiện nay là đang ở tại Campuchia và sửa soạn cất chùa bên Campuchia. Ồ, cho mời chồng ta một người thích nữ từ bên Campuchia về. Làm sao mà chị biết được ở đây mà từ Campuchia chị lặn lội đến đây được? Thưa cha, tại vì ông Francisco Trương Bửu Diệp là cậu ruột của con. Con tuy rằng xuất gia theo cha, theo đạo bên cha, nhưng mà vẫn tôn trọng Chúa. Hôm nay là ở bên Campuchia cũng có rất nhiều tín đồ tin tưởng cha và đã có qua đây. Mà con thì ở bên nhà con chỉ có cái hình của ông cha Francisco chứ không có hình của Chúa. Hôm nay con cũng xin cha chứng minh cho con được tấm đem về bạn chia cho Phật tử nó đến, nó coi. Chúng ta thấy một người đạo Phật mà xin hình Chúa đem về Campuchia để cho những người Phật tử nó đến nó coi. Rồi làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng hôm nay chị đến đây? Dạ thưa cha, con gặp được một người tín đồ của cha đi tập thể dục sáng nay, tại vì con định bữa nay về Campuchia nên con không có biết ở đây. Thì cái tín đồ đi tập thể dục cái tự nhiên mỗi lần ổng nói uống cà phê ở nhà, nhưng mà tự nhiên thấy con ngồi đó cái lại cái rồi con mới nói: "Chú ơi, chú biết ở đây có một vị cha nào trị bệnh không?" Thì ổng mới đưa cái cuốn kinh á, cái ổng nói giới thiệu cho sư cô á là cái ông thầy nào á chết rồi nhập về xác, nhưng mà thôi đi sư cô lên cha đi, cha ở nhà bè Phú Xuân. Ổng nghẹn nói chật cái con đi mai là nhờ người ta hướng dẫn con lại. Thì nó nói chú, lần đầu tiên con đến đây con gặp cha, con mừng quá, xin cha cho con hung tay cha cái. Con có tiền miên chứ không có tiền Việt, thành ra của ít lòng nhiều, cha thông cảm cho con. Sao con về con cúng nhiều. Vâng, đây là sư cô Diệu Hòa ở Campuchia xin gửi chút tiền miên do cho tiền miên hay tiền Việt. Vâng. Rồi xin cảm ơn là sư cô rất là nhiều. Và sư cô ở bên đó thì có nghe nói về lòng thương xót Chúa bao giờ chưa? Dạ, con có mấy cô Phật tử á, đạo Công giáo á, thì con đi tới nhà nó để cầu nguyện á, thì con thấy hình Chúa. Thì con mới hỏi vậy chứ sao con có hình này. Nó mới nói ở bên Việt Nam á, thì thưa cha, hôm nay con rất là sung sướng là vì cha Francisco Trương Bửu Diệp của con hiển thánh khi chết. Chính tay con dở cái tấm ni lông ra thì ông có ba đường nứt. Rồi con tẩn niệm chôn hiện nay ở Tất Sậy, cái nhà thờ cũng rất là lớn. Thì hàng năm ngày giỗ ngày con có về. Hôm nay là con gặp cha là một người hiển thánh thứ hai mà còn sống trên đất nước Việt Nam như vậy. Con rất là mừng và rất kỳ sung sướng. Con về bên chùa con sẽ nói cho tất cả Phật tử nó đều biết, để nó qua đây nó với cha hai gì đó. Sư cô về nói sao mà người ta cứ đến đây, có mấy người đến đây cầm cái bó nhang rồi cứ hỏi thăm mình trật tự. Hôm nay có đây cái mộ của ông cha ở đây đâu, bảo mộ cha nào, mộ cha Long. vâng, tại vì một số người ta không có biết. Đây bây giờ đây là sư cô muốn xin hình lòng thương xót Chúa. Vâng. Dạ đây. Đây là sư thỉnh Chúa về nha. Rồi. Đây là cái máy 300 bài giảng để tặng cho hả? Con có mua rồi. Rồi nhưng mà đây là cái quà tặng nha. Rồi để sơ về. Mấy cô Phật tử nghe.
Dạ, cái này là để dành cho chùa, để cho Phật tử nó nghe ngày Chủ nhật. Mấy lòng thương xót Chúa để cho chùa, dành cho Phật tử nó nghe. Chúng ta thấy ngày hôm nay lòng thương xót Chúa được lan tỏa một cách kỳ diệu như vậy. Tại vì chính cái người mà bị bệnh phong cùi đến xin Chúa chữa, cái người đó cũng không phải là người trong đạo, cũng là người ngoài đạo. Họ đến để họ xin Chúa chữa và Chúa cũng ra tay Chúa chữa người đó. Và người đó cũng ra về mà trở thành người đi loan báo và làm chứng cho người khác. Mặc dù Chúa đã nghiêm cấm là không được nói cho ai biết, nhưng cái lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Lòng trào ra những gì từ trong bụng của mình, trong trái tim của mình, trào ra nơi môi miệng của mình cho người đó. Người đó không thể không nói những gì Chúa làm cho anh ta. Và dân chúng thán phục, họ chạy đến với Chúa Giêsu để nghe Chúa giảng và được Chúa chữa lành. Anh chị em nhớ giùm tôi, họ đến để được nghe Chúa giảng rồi Chúa chữa lành. Có nhiều người đến đây chỉ mong được chữa lành mà không muốn nghe giảng, không chịu nghe giảng, không thèm nghe giảng. Thưa cha, cha đặt tay cho con rồi con đi về, con phải đi công chuyện, con phải đi làm răng, con phải đi khám mắt. Tôi nói thế thôi thì đi về luôn đi, ở đây làm cái gì nữa. Cứ đi tin vào thế gian thì cứ đi tin thế gian đi. Còn đến đây là phải có những cái giờ cầu nguyện, phải có giờ dìm mình và đại dương lòng thương xót. Và nhất là tham dự bữa tiệc lời Chúa và bữa tiệc mình Chúa, thì ra về Chúa mới chữa lành. Vì dân chúng nghe đồn về Chúa, họ náo nức, họ tuôn đến với Chúa để nghe Chúa giảng. Đừng quên cái điều đó, để được tham dự bàn tiệc lời Chúa. Mà đây là điều rất quan trọng, thưa anh chị em. Cho nên giờ này là giờ giảng, giờ này là giờ mà bàn tiệc lời Chúa đang được bày ra, thì không có ai có lý do gì mà đi ra quán mà ngồi, hoặc ra chỗ để xe, hoặc ra bất cứ cái phòng nào mà ngồi mà tắm, ngồi mà lấy điện thoại ra mà nhắn tin, ngồi lấy điện thoại ra mà coi. Cái đó là hết sức là sai quấy và bậy bạ. Làm sao mà được Chúa chữa lành? Và càng những người có trách nhiệm, ta càng phải làm gương sáng cho anh chị em mình. Giờ này là phải ngồi nuốt từng lời của Chúa vào. Giờ này là giờ mà phải đón nhận ơn của Thánh Thần ban xuống qua những người làm chứng. Họ từ Campuchia, một người đạo Phật mà còn lặn lội đến tận đây, thì tại sao chúng ta, những người công giáo, những người mà được lòng thương xót Chúa ban ơn cho, lại không nghe lời của Chúa để được Chúa chữa lành? Xin Chúa chúc lành cho Thích Nữ Liên Hòa. Dạ, con là Nguyễn Minh Phụng, Thích Nữ Liên Hòa. Dạ, cho con bị gì? Con mới có 2 tháng nay bị bệnh à. Hồi nhỏ tới lớn không có đau. Năm nay 82 tuổi. Bao nhiêu tuổi? Dạ thưa 82, tới này 83. Đi xuất gia hồi 12 tuổi. Xuất gia từ năm 12 tuổi. Dạ, thưa cha, tại vì tự nhiên 2 tháng nay á, con bỏ chữ hiếu là dỗ cha dỗ mẹ, con lo đi nước ngoài không à. Rồi cái con bị bệnh mà ngộ lắm, con uống 5 chai xì tôn bữa đó, cái con bị lên đường. Bác sĩ hết hồn, bác sĩ trời hồi nào giờ không có đường, sao nay kỳ vậy. Rồi con 2 tháng nay con cứ cầu nguyện ca diệp không à. Ở bển đó Phật tử nó cũng tin tưởng ca diệp lắm. Mà lời con nói thì thưa với cha, 5 cái chùa Việt Nam chắc con là số 1. Rồi, xin cảm ơn Nico rất là nhiều. Vâng, xin mời một người thứ hai lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con chào cha, con chào Chúa và tôi có lời chào tất cả cộng đồng. Rồi, con chào cha, tôi chào Chúa. Rồi, và được ơn gì của Chúa? Có ý kiến là tôi là Nguyễn Thị Viện ở tại thôn Hữu Quan, xã Thương Quan, tỉnh Nguyên Hải Phòng. Trước 72 tuổi. Trước kia tôi không hiểu đạo vì tôi ốm đau nhiều quá. Cho nên tôi tự khỏi là nó tự là lại đi cúng 4 năm. Làm ngoại đạo. Bây giờ đi đâu? Đi làm thầy cúng. À, bà làm thầy cúng hả? Bây giờ nghỉ hơn chục năm là không làm nữa, đã bỏ. 4 năm bà làm thầy cúng. Nó hay là bà mà làm thầy cúng.
chứ không làm bà cúng. Rồi, rồi trong 4 năm đó rồi đi làm cái gì kể? Của Chúa. Sao? Lương tâm con là con hướng về Chúa, con hãi bên lương là nó tà ma, nó nhiều ám. Bây giờ hiện giờ con hãn vẫn nóng ở trong bụng như lửa. Mà bây giờ chỉ tin mừng về Chúa là con tự tín thác về Chúa là con sẽ lên đây. Trước là con nhờ Chúa, sau là con nhờ cha và nhờ cộng đoàn cầu nguyện giúp con, để Chúa cứu con cho con được lành bệnh. Và đời đời là con rất tin theo gia đình nhà con, muốn về bên cộng đồng ở đạo Công giáo. Vì nó lắm tà ma lắm, nó ám ảnh, nó hành gia đình con lộn bậy cả, đánh cãi chửi nhau rồi bản thân con ốm. Con rất sợ. Đây là vì có người ở bên Công giáo là bích và viết sẽ mách bảo con và dẫn đường chỉ lối. Con quyết tâm con xin theo Chúa và quyết tâm theo Đức Chúa Giêsu và theo mẹ Maria, không bao giờ theo bên lương nữa. Vâng, thưa anh chị em, đây là một người đã chạy theo theo ngôn tiếng của chị ấy, là bà đã chạy theo tà ma, đã chạy theo cúng rồi bùa ngải đủ thứ hết suốt 4 năm trời. Và bà ấy cảm thấy là bất an, cảm thấy là cả sức khỏe thể xác và sức khỏe tinh thần nó không được ổn định. Cho nên có một người, ai đã mách bà đến đây? Anh viết và chị Bích cũng là một người làm từ thiện ở bên làng Công giáo ở thôn nhà thờ. Vâng, những người Công giáo đã mách bà ấy đến đây. Và bây giờ thì bà đã giơ tay bảo quyết tâm là bỏ tà ma mà chỉ tin vào Thiên Chúa và theo Chúa mà thôi. Một tràng pháo tay thật lớn để cho một người 70 mấy tuổi bây giờ mới ngộ ra về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ê, tôi tặng cho bà cái máy này về bà nghe nha. Bà con có rồi. Vậy bà thích cái gì? Con chưa thích cái gì cả, con có đài rồi. Kinh con có rồi thì con để cha tặng cho người khác, chưa có, con không lấy nhiều. Vâng. Kinh cũng có rồi, sách có rồi, chuỗi có rồi. Đài có rồi. Rồi. Cái quạt có chưa? Dạ. Cái quạt. Quạt chưa con. Rồi đây tặng cho cái quạt. Rồi đây xin tặng cho bà nha. Rồi xin bà về Chúa chúc lành cho bà. Con chào cha, con chào cộng đoàn. Hôm nay con là Giuse Lê Thế Hưng. Con 46 tuổi ở giáo xứ Thánh Giuse giáo phận Phú Cường. Dạ con cũng là Maria Trần Thị Huyền Trang, con cũng ở giáo xứ Giuse giáo phận Phú Cường. Dạ hai vợ chồng và đây là con ạ. Dạ con đến đây làm chứng cho Chúa, con gia đình con được ơn trở lại đạo ạ. Trước kia thì gia đình con là đạo ông bà. Dạ gia đình con mới rửa tội được có con số đặc biệt. Hôm nay tính đến hôm nay là đúng là 1 năm 2 tháng 3 ngày cho con rửa tội. Đây là một cặp gia đình vừa mới được ơn trở lại 1 năm 2 tháng 3 ngày. Dạ. Và khi cái ơn lớn nhất của gia đình tụi con đó là được trở về làm con của Chúa. Và khi gia đình của con mà về được làm con của Chúa thì hồng ân của Chúa tuôn đổ xuống gia đình con nhiều lắm. Hôm nay con chỉ nói vài cái ơn vì để dành thời gian cho người khác. Dạ, ơn thứ nhất của nhà con đó là đứa con gái con bây giờ là 15 tuổi. Nó bị căn bệnh là dị ứng ngoài da ngay từ khi mới sinh ra, là bẩm sinh đó. Mà đi nhiều bệnh viện là chữa các loại thuốc Đông Tây Nam Bắc là chữa hết mà vẫn không khỏi. Thì đến cái lần là nó phát lên đến ngày thứ hai là nó ngứa, cùng vừa ngứa vừa đau. Thì bữa hôm đó thì con đi học giáo lý thì con nói với con gái con là bảo là đến nhà thờ rồi cầu nguyện với Chúa đi. Thì con mới đưa nó đến nhà thờ, nó vô nó cầu nguyện, còn con vô đi học giáo lý. Thì đến khi con học giáo lý vừa xong vừa ra sân cái thấy con gái con nó đứng ở giữa sân rồi. Nó bảo ba ơi, con hết rồi.
con nó báo có thiệt không mày? Cái nó báo thiệt đây này, là nó tóc hết tay chân lên là sạch tinh như là không còn cái gì nữa cả. Ơn thứ hai là của con là con bị cái bệnh viêm gan siêu vi B mãn tính mà từ nhỏ. Gia đình con thì cũng có người chết vì căn bệnh này khi mà chuyển sang sơ gan cổ trướng, bụng to lên này, bà chị là 37 tuổi chết. Thì con mới cầu nguyện với Chúa, có đến khi mà con có đến cái ngày đó là cái cứ thôi thúc trong lòng con là đi xét nghiệm lại xem có còn cái đó không. Thì bữa hôm đó thì con đi xét nghiệm lại thì ra bác sĩ bảo không còn cái gì nữa cả, không có cái gì. Thì bữa hôm đó đến khi con nghĩ lại thì cũng đúng hôm đó là tròn một năm là dạ con với vợ con là rửa tội. Ơn thứ ba là vợ con đây là bị khi vợ con được hai ơn chữa lành lận. Một ơn là cái... Để anh bế con cho vợ anh để vợ anh nói. Tội nghiệp vợ cứ bế suốt. Rồi. Dạ con thì cũng được... Thứ nhất là ơn rất là lớn. Tại vì con bị xuất huyết bao tử rất là nặng. Mà bác sĩ... Cái lúc bác sĩ nói là trời ơi chứ chị làm sao mà chị uống cà phê dữ vậy, mà con từ bé giờ chưa bao giờ biết uống cà phê hết á. Thì người ta đưa cái ống nội soi vào, nó máu mà nó ra nó bám nó cái thành bao tử, nó giống như là mình uống cà phê mà nó chưa có tiêu hóa. Cái em nói bác sĩ coi lại chứ con không uống cà phê. Xong thì bác sĩ coi lại, bác nói trời ơi sao mà để cái bao tử lết dữ vậy mà giờ mới đi. Cái con nói tại vì cũng dạ, thì con mới lên cách đây 2 tháng thì con có lên giáo xứ, thì con có nhờ cha là mấy cộng đoàn là cầu nguyện cho con, thì cha có đặt tay chữa lành cho con. Thì ngày hôm qua, mới sáng hôm qua con có đi nội soi lại, thì bác sĩ nói mới đầu thì con vô con giấu cái quả lúc trước, thì bác sĩ nói đâu có bị sao đâu, đi nội soi chi chỗ cực. Cái con nói bác sĩ coi lại giùm con đi. Cái ông soi tới soi lui, ông đèn chữ âm tính bự vậy. Cái ông nói đâu có bị sao đâu mà chị này kỳ cục, cứ hỏi riết à. Cái con nói thì con mới chìa cái tấm nội soi là kỳ trước á. Cái ông nói ủa sao kỳ lạ vậy, thường thường cái HB bao tử á là nó con bị báo HB rồi. Thì bác sĩ nói cái HB này nó phải điều trị tới ít nhất là phải cả năm trời chưa hết, hoặc là có người nào nhanh cũng phải 5-6 tháng. Mà sao chị mới uống có mấy ngày thuốc mà hết, thì con có uống đâu 10 ngày á. Thì hôm qua con đi nội soi là con hết, nên con tạ ơn Chúa. Tạ. Dạ, thì còn ơn, con thì con nhiều, rất là nhiều ơn. Dạ, thì ơn thứ hai là con cũng bị nổi ngứa trong con gái con á. Thì con cũng chỉ cầu nguyện thôi, cũng cầu nguyện thì bây giờ con cũng hết được rồi. Nên con nhờ cộng đoàn và cha con cầu nguyện cho gia đình con là luôn. Làm sao mà gia đình của anh chị lại được quay về với Chúa? Cái biến cố nào nó xảy ra để quyết định quay về với Chúa? Thì cũng nói chung là cũng không có, còn trước đây thì các con không biết gì về đạo mình hết á. Thì cũng tình cờ là ảnh coi trên mạng, trên gặp các giáo dân bình thường, thì người ta cũng thấy cái cuộc sống của giáo dân, người ta sống rất là đoàn kết, rất là hòa thuận. Thì hai vợ chồng cũng về cũng nói chuyện với nhau, là cũng bàn tính với nhau. Thì khi đó con có sanh thằng nhỏ này, thì con nói là bây giờ thôi mình cứ đi vô nhà thờ mình hỏi ý kiến cha coi mình sao. Thì hai vợ chồng tự vô hỏi cha, bảo con muốn rửa tội cho con, rồi cũng muốn gia đình gia nhập đạo, thì bây giờ làm sao. Thì cha cũng chỉ người để đỡ đầu cho vợ chồng con, thì cũng không biết. Tại vì thực ra gia đình nhà con theo đạo là rất là khổ, tại vì hai bên nội ngoại là hồi giờ không có ai theo hết á, bị phản đối quá trời luôn, từ hai vợ chồng luôn á. Ông bà nội bà ngoại nói bây giờ tụi bay theo đạo, anh hai nói tụi bay theo đạo là từ luôn, từ vợ chồng con không có nhìn nữa. Nhưng mà vợ chồng được ơn Chúa gọi nên cũng quyết tâm cho đến được ngày hôm nay. Thì có cảm ơn. Thưa anh chị em, đó chúng ta thấy rõ ràng cái điều quan trọng là anh chị ấy thấy đời sống của những người có đạo nó tốt, nó hay, và đó là lời rao giảng hùng hồn nhất
để những người không có đạo họ tìm đến với đạo. Đừng để cho người ta bảo rằng là chỉ tin đạo chứ không tin người có đạo. Nhưng phải để cho họ thấy rằng là nhờ cách sống của người có đạo cho nên họ mới tin vào đạo và họ mới theo đạo dù gặp bao nhiêu khó khăn, thử thách và chống đối từ trong chính gia đình của mình. Nhưng hai anh chị ấy vẫn kiên quyết là giữ vững cái niềm tin của mình, không lay chuyển. Đấy là cái ơn rất lớn, thưa anh chị em. Mỗi người anh chị em đến đây, đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót của Chúa, mỗi người phải là những chứng nhân. Không phải là chứng nhân lên đây nói mới là chứng nhân, nhưng qua cách sống của chính anh chị em ở nơi đây. Anh chị em đến đây dù một tiếng thôi, nhưng mà cái cách mà anh chị em đến đây qua lời nói, qua cử chỉ, qua thái độ làm cho người ta mến phục đạo của chúng ta. Một đạo có kỷ luật, một đạo có trật tự, một đạo có đời sống văn minh, có đời sống nhân bản. Trước tiên phải là như thế đã. Trước tiên phải là một con người, rồi cái con người ấy là con của Chúa, cho nên họ có lòng thương xót, cho nên họ có lòng hy sinh, cho nên họ có lòng vị tha, cho nên họ có tinh thần hiệp nhất với nhau, dù họ là những người hoàn toàn khác biệt, Nam, Trung, Bắc, dù họ là những người có tiền hay là không có tiền, có chức tước địa vị hay là thứ dân, họ vẫn sống như là những con người và là người con của Chúa. Tôi một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa và xin được gửi tặng cho anh chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đấng mà anh chị đã dám hy sinh hết tất cả, cho dẫu gia đình mình phản đối vẫn bám chặt lấy Ngài. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh chị đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Rồi, xin mời người cặp kế tiếp. Tên gì? Thưa cha, lạy Chúa, thưa cha và cộng đoàn này, tên con là Phạm Ngọc Thạch. Con là năm nay là 57 tuổi. Ở đâu? Con ở 44 Nguyễn Duy Cung, phường 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, con cũng thế ạ. Hả? Con là vợ ạ. Mai Thị Hòa. Tên là gì? Mai Thị Hòa. Cũng 57 ạ. Vâng, đây là một cặp vợ chồng cùng tuổi với nhau, 57. Chúng con được ơn gì của Chúa? Thưa cha, vợ con bị xơ gan. Đây con trước tiên là con nói vợ con là con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con nói ba ơn thôi. Thứ nhất là vợ con đã bị xơ gan cổ trướng 5 năm trời nay rồi. Nhưng mà mãi đến tháng 9 năm 2018 này con mới biết đến lòng thương xót Chúa. Con đến thì vợ con lúc mà đến cái bụng to thế này này, thì vợ con có nói với cha, thì cha có chỉ có vuốt cái bụng cái thôi, thì về coi như tự nhiên đã xẹp. Thì cũng báo cáo với cha thế này, với lại cộng đoàn á, thì vợ con bị á, thì bà bị là hôn mê, bị gan hắn em chuyển về não hôn mê rồi, mà đã đi là tất cả vừa giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ là coi như là quá trời rồi, là bốn nguyên giáo sư là 4 người rồi, còn thạc sĩ với lại bác sĩ nhiều lắm á, cuối cùng vẫn không khỏi được. Thế sau khi con nghe đến lòng thương xót Chúa đây, và có người thì nói bảo là con dâu nhà con á là đạo Công giáo, thì nói bảo bố đi ở đây là bảo đảm với bố là được. Thì bố cứ có cái lòng tin và thực hành theo lời Chúa, và có cái nguyện gọi là có cái đơn nguyện á, có cái giấy nguyện để coi như cầu nguyện là được. Thì con coi như là nghe liền con, và cũng đó là coi như cuối cùng ra là vợ con đến nay là coi như là đẹp gái rồi. Hallelujah! 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 Rồi, ơn kế tiếp. Ơn thứ hai á, là nói chung là con dâu nhà con thì là đạo Thiên Chúa, là bên đạo yêu thương của mình á. Thì cái lúc mà con á, là con đứa con cả nhà con á, con gọi là anh trưởng á, anh hai á, thì có yêu một người đạo Công giáo là con dâu của con bây giờ đó, thì con bị áp lực rất nhiều. Ý là mai mốt rồi là con anh là có con dâu trưởng mà hắn đạo Công giáo thì về là mất dỗ thôi, ý là nó mất dỗ thì con cũng biểu không được. Bây giờ tình yêu tình thương của con mà Thiên Chúa coi như trời, tôi lúc đó con chỉ nói là trời định rồi à, thì con quyên quyết bị cái áp lực của anh em bạn bè rồi cứ nói rồi mà không kiên quyết, nhưng mà đúng là Thiên Chúa đã định.
rồi là con của con bây giờ đúng là rất ngoan và hiền, hắn rất có hiếu thảo với bố mẹ, thì đó là cái một cái là điều Thiên Chúa rất là ơn thứ hai ạ. Rồi ơn thứ ba là về con, thì con là cũng bị tuy to khỏe thế này thôi nhưng mà người nhiều bệnh lắm, cũng bị coi như là phì đại tiền liệt tuyến này, máu nhiễm mỡ này, gan nhiễm mỡ này, rồi đau thần kinh tọa này, lại gút này. Nhưng con cũng đi với vợ con từ ngày 4 tháng 9 mới đây rồi á, thì đến nay bệnh của con đã hết rồi ạ. Thì hôm nay con đến với lòng thương xót Chúa thì con rất là tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn và cảm ơn tất cả các cái cộng đoàn là cầu nguyện cho con được khỏi cái vợ chồng con ạ. Vậy là chúng con là đạo gốc hay đạo theo? Thưa cha, con là Bình Lương ạ, chưa theo ạ. Hallelujah! Thưa anh chị em, đây là cặp vợ chồng gọi là, theo anh chị nó gọi là Bên Lương, tức là người không phải đạo Công giáo. Nhưng mà chúng ta lại thấy một cái điểm tuyệt vời nữa. Tôi thấy ngày nào có tin mừng thì Chúa gửi những nhân chứng tuyệt vời đúng với cái bài tin mừng đó, là người con dâu ấy là người có đạo. Mà đứa con trai của anh ấy khi mà lấy đứa con dâu có đạo thì người ta phản đối. Và những người bà con phản đối bảo rằng là lấy người có đạo thì mai mốt là họ không có dỗ chạp gì nữa, đúng không? Đã, đúng ạ. Mà hoàn toàn là xuyên tạc, hoàn toàn là sai lệch. Vì đạo Công giáo, như anh ấy nói một cái câu lúc nãy là đạo Công giáo, đạo của chúng mình là đạo yêu thương. Đấy, một người ngoại đạo mà định nghĩa cho chúng ta đạo Công giáo là đạo yêu thương. Và tình yêu thương ấy không phải chỉ dành cho người sống mà cả người đã qua đời. Trong đó, dưới răn thứ 4 là thảo kính cha mẹ. Thảo kính cha mẹ là lúc còn sống cũng như lúc qua đời. Cho nên mỗi năm chúng tôi có nguyên một tháng, gọi là tháng 11, là tháng các linh hồn cầu cho những người đã qua đời. Giống như bên đạo kia là tháng 7, là tháng các cô hồn gì đó, phải không? Rồi mỗi năm vào ngày mùng 2 Tết là ngày kính nhớ ông bà tổ tiên. Cái ngày Tết người ta nhớ đến người sống đi thăm, và ngày mùng 2 Tết là đi tảo mộ, đi thăm mộ cầu cho ông bà tổ tiên. Đấy, cho nên đừng có ai mà nói sai, nói xuyên tạc để người ta hiểu lầm. Những cái người nói như vậy là lời chứng giả, là chứng dối. Cái người con dâu ấy là một lời chứng thực để cho anh chị ấy là người bố mẹ chồng mà con đón được có con dâu và thấy rằng nó là người Công giáo. Nhưng cái điều quan trọng là một con dâu thảo, một con dâu hiền, một người Công giáo đang làm chứng giữa một gia đình không Công giáo. Để hôm nay chính bố mẹ là người không Công giáo lên đây làm chứng giữa nhà thờ, giữa người đạo Công giáo về những điều mà Chúa đã làm cho hai người ấy, một cặp vợ chồng gọi là Bên Lương đang ở giữa chúng ta. Và lời chứng của hai người là lời chứng thật, lời chứng của ba người là lời chứng thật. Đây là lời chứng thật của một người Bên Lương làm chứng về quyền năng lòng thương xót Chúa giữa nhà thờ của chúng ta. Tôi gửi tặng cho anh chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, rồi mấy anh chị lắng nghe. Còn thích cái gì cho cây quạt cho chị? Có rồi. Có rồi. Dạ, dạ. Dạ, về cuối cùng là xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn, cảm ơn tất cả ở như con chiên ở giáo điểm tin mừng này ạ. Rồi, mời anh chị về chỗ. Rồi, có thi quả Tết cho người nghèo. Vâng, một cặp gia đình ngoại mà lại nghĩ đến người nghèo, quả Tết cho người nghèo. Xin chào cha và cộng đoàn. Con tên là Phạm Văn Nguyễn, chú xe Phạm Văn Nguyễn. Bao nhiêu tuổi? Con năm nay 37 tuổi. Ở đâu? Con ở giáo xứ Năng Cát. Con có quen nhau không? Dạ. Hả? Dạ vợ. Con tên gì? Dạ con An Nê Phạm Võ Tường Vân. To lên. Con An Nê Phạm Võ Tường Vân. Là gì của anh này? Dạ vợ. Rồi còn đứa bé này? Dạ là con. Anh kia có không? Dạ anh hai ạ. Anh ruột rồi con. Anh tên gì? Con tên là Du Xe Phạm Thế Hiển. Phạm Thế Hiển. À. Con năm nay 49 tuổi. Rồi cho một tràng pháo tay chào mừng nguyên một gia đình. Đây là anh của con, anh ruột của con phải không? Này qua đây, qua đây, qua đây. Rồi, đây, rồi. Rồi, con cho con được ơn gì của Chúa? Con được nhiều ơn lắm, nó đã kể hai ơn.
Thứ nhất của con là con bị nhiễm HIV thời kỳ cuối, chuyển quá nào giai đoạn 3, là mà bác sĩ chê đây, trả về rồi là cha sức giàu cho con là chờ chết, nhưng mà nhà gia đình con đưa con lên giáo điểm tin mừng này, nhờ cha rờ đầu cái con khỏe lại. Con kể cho mọi người nghe lúc chồng con bị như vậy rồi xảy ra như thế nào. Dạ, thì con chỉ biết chuẩn bị tâm lý con thôi. Nói chung chuẩn bị mấy năm nay rồi, hai vợ chồng quen nhau là con đã chuẩn bị rồi. Nhưng con không nghĩ là ngay mùng 1 Tết thì anh bị sớm quá rồi. Nói chung là cha xứ ở dưới đó là sức giàu luôn rồi, để mà cho đi lên Phạm Ngọc Thạch, nhưng mà tất cả bác sĩ đồ bệnh viện nói anh lên mổ hạch đó là sẽ chết trên bàn mổ. Rồi anh chị quyết định đem về thì tự tay con mổ cho anh 8 cục hạch. Tự con làm hết, con cầm cây kim chích và lưỡi lam, mẹ chồng con cản lại không cho, nhưng mà tự con làm, con cầu xin. Xong rồi cái con mổ xong, cái gia đình mấy anh chị em kêu đi lên cha. Rồi lúc đó anh vẫn còn yếu, lúc đó con ẵm anh được luôn. Rồi anh nằm trong bệnh viện mấy tháng trời, con lo đến 3 tháng lận á. Rồi xong cái lên cha Long, tự nhiên cha vuốt đầu, cái về cái không anh lên được 7 kg. Giờ anh đứng trên lưng con đau nặng lắm. Giờ không à, giờ ẵm không nổi nữa cha. Con làm chứng tiếp cho đứa em của con như nào, lúc đó như thế nào? Con xin làm chứng cho người em của con trước. Người em của con ấy thì con bảo con bị bệnh thì không có con. Con nhờ anh hai cái con lúc ấy anh lên cha, nhờ anh hai xin đứa con là con nuôi đây. Một tuần sau. Dạ anh hai con đi lên đây. Lúc là chồng con đã được ơn rồi đó. Thì mới tháng 5 á, từ sáng anh đập cửa anh kêu là anh đi cha Long, tụi bay ghi vào cái tờ giấy đã photo sẵn thì con ghi chữ là cần con cái. Cái mẹ chồng con nói thế, nó bị nhiễm như thế làm sao mà có con mà tụi bay cầu. Thì con nói dạ con cầu là con thiêng liêng, con tinh thần của con thì con mong Chúa Mẹ. Tại vì ảnh được chức chồng mà ảnh lỡ có mất đi thì được chức cha. Cái tự nhiên cái con đánh dấu vậy thì anh, con nghĩ anh chồng con chắc cũng bỡ ngỡ đi vậy, đi đại đi. Tự nhiên cái tuần sau cái anh cũng hết hồn luôn. Cái có người điện con chiều sáng 5 giờ cái con tới con xin được cháu này. Đây là con của con. Hallelujah. Rồi anh làm chứng về ơn của con. Con thì ơn của chứng của con là 2 tháng trước con là bị bệnh đau vai này, viêm xoang này, đau lưng. Con tới đây cha rờ đầu á, thì về nó lại càng đau thêm. Con đi lên Bà Rịa con uống thuốc, con cứ uống thuốc, con cầu nguyện, con tín thác vào Chúa, rồi cứ đau. Rồi con lại nhắn tin cho cha, con nhắn tin cả 2-3 năm nay không được. Hôm đó con nhắn có 15 phút là cha trả lời là an tâm. 3 giờ chiều con hãy cứ hợp nằm cầu nguyện với cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con cứ vậy về cái dần dần con nghe cái máy, rồi dần dần con hết bệnh. Làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đưa em của anh đến để cầu nguyện? Thứ nhất là được Chúa chữa lành bệnh tưởng là qua đời với chứng HIV, và thứ hai là có được đứa con. Làm sao anh biết giáo điểm tin mừng anh đưa vợ chồng nó đến đây? Tại 4 năm trước có người anh bạn của con làm với con á, đi lên cha để ghé qua con bảo mày có nghe máy cha nòng không? Con bảo có. Vậy cái mày đưa tao 150, tao mua cho. Con gửi tao 150, con mua về con nghe. Từ đấy rồi con biến đổi nòng con là con biết. Rồi con về con loan truyền cho mọi người. Con gặp nòng cái Chúa là còn khoái nói lắm. Con đi con nói bô bô, rồi con cho người này người kia máy, rồi con lấy sách này, con về con in, con đưa cho tao lại. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đấng mà đã cứu anh từ cõi chết, đấng mà đã chữa lành cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Đây là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có chưa?
Con ơi, cái trước lên đây mua về mà con nghe một tháng này nó hư rồi. Nghe quá, nghe ngày nghe đêm sao nó chịu nổi. Đây, tôi gửi tặng cho anh. Làm sao? Cứ nghe ngày nghe đêm ba cục máy điện thoại con cứ vậy con nghe. Ngày nghe đêm ba cục máy, máy nào chịu nổi cho anh. Đây tôi gửi tặng cho anh nha. Đây là đề can của mẹ Ban Ơn và Chúa lòng thương xót để gắn chặt đời của anh vào với mẹ và với Chúa. Năm anh em, bảy anh em trong gia đình con đi. Vâng. Và mỗi người chúng ta cũng trở thành những nhân chứng đi loan truyền như anh này, đem sách, đem máy, đem gửi tặng cho những người khác để làm chứng cho họ biết được rằng là Đức Giêsu là con Thiên Chúa thật. Và Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ai tin vào Ngài thì có sự sống đầy rõ ràng. Một người tin vào Ngài tưởng rằng đã đi đức, nhưng mà đang có sự sống phần xác, sự sống phần hồn đang ở trước mặt chúng ta đây. Một nhân chứng sống động đang ở trước mặt chúng ta đã được sức giàu và đã chuẩn bị hết hậu sự. Và bệnh viện đã trả, tất cả các bác sĩ đều trả về. Nhưng Chúa bảo con vẫn còn nợ đời chưa trả hết, thì hãy đến mà trả hết bằng cách là đi loan truyền lòng thương xót, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi, cảm ơn chúng con. Rồi, Chúa lành cho chúng con. Rồi, mời anh. Chào Chúa, chào cha và chào cộng đoàn. Con là Hoàng Văn Hà ở Bảo Lâm, Lâm Đồng ạ. Năm nay 48 tuổi. Anh được ơn gì của chú anh Hoàng Văn Hà? Con được ơn là từ bỏ ma túy. Anh dính vào ma túy bao nhiêu năm? Chơi ma túy thì cũng 6-7 năm chứ cả chơi cả bỏ chứ gần 10 năm. Chơi rồi bỏ, nhưng mà vừa rồi đấy thì con đi chơi. Thì bỗng dưng là coi như là nghỉ thôi, thì ăn chơi nhiều quá thôi ra theo đạo đi. Tự dưng nghỉ vậy. Thế ngày hôm sau thì có một đứa em nó đưa cho cái máy nghe. Cái máy nghe xong thì nó cho nghe thì cũng về nhà đó nó có đào, mà tối về hai thằng phê thuốc phiền rồi nó không cho nghe nữa, nghe được khúc chứ hiểu cái gì cả, nó không cho nghe nữa. Nó bảo con anh có tín không, nói có. Thì ngày hôm sau con viết cái tin nhắn con gửi cho cha, con cũng chẳng biết gì đâu, con viết cái tin nhắn là cũng biết ma quỷ gì nó phá con ghê quá. Thì 10 ngày sau là tự dưng con cầm thuốc phiền con chích vào người thì giống như có một người một bên lấy thuốc phiền đi, là con nghỉ luôn. Đến giờ là hơn 3 tháng rồi. Mà trong người con là gọi là một cái bệnh viện thu nhỏ. Viêm gan C, sỏi thận, đại tràng bao tử. Uống nhiều thuốc quá thì từ hôm con đi trả giờ về là con không uống viên thuốc nào nữa. Mà nếu mà vợ con mà nuôi heo thì hôm giờ cũng lên được 10+ ký rồi. Anh tức là anh lên được 10+ ký. Anh bảo là nếu mà vợ anh nuôi heo thì giờ cũng lên được 10+ ký. Có nghĩa là anh ấy đã được Chúa chữa lành và được khỏi bệnh và tăng lên được 10+ ký. Một người 10 năm ma túy thuốc phiện, mà thậm chí là thuốc phiện còn chích vào trong máu, thì anh chị em biết là nó nặng lắm rồi, tục lại là thứ dữ rồi. Mà anh là người đạo Công giáo hay là đạo gì? Nhà con đạo ông bà. Anh là đạo ông bà. Một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Và bây giờ thì anh quyết định như thế nào? Dạ, thì nói thật với cha này, con cái tội lỗi của con lớn lắm, chửi Phật mắng Chúa. Ngày xưa con không biết, nhưng giờ thì con biết lỗi rồi. Thôi thì con sẽ làm những gì mà Chúa bảo con làm. Con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn và tạ ơn Chúa. Con xin hết ạ. Chứ nhà con nhiều hơn lắm. Ôi, nhà con thì vợ con tông xe 2 lần mà lăn khoảng 5 mét mà không bị trượt da. Con vừa rồi đấy, cái ơn là mới đây, uống rượu say mà cái niên trước con tông cái cống hết cái xương này chắc gãy này, mà con đi bệnh viện con tắm nghe kêu cái rạc, tự dưng coi như là nó đau mà rất êm dịu. Nãy con đau nó êm lắm, thì chỉ có con chỉ gọi cho đứng quyền năng thôi, lòng thương xót của Chúa cứu con thôi chứ cũng chẳng có ai. Lòng thương xót của Chúa cứu con. Đây là một người hoàn toàn vô đạo, một người không có đạo, một người đã 10 năm xì ghe, một người đã chích thuốc phiện vào tới tận trong máu, mà một người ấy tự nhiên có một ngày kia bảo là thôi, ta ăn chơi quá rồi, ta quay về. Anh đã được nghe mấy những bài giảng về lòng Chúa thương xót chưa? Nhà con có rồi cha, con mua rồi, con đi đây 3 lần rồi. Vâng, nhưng mà trước đó thì anh đã được ai giới thiệu, trước khi anh đến với lòng Chúa, đã được ai giới thiệu về cái máy này cho nghe giảng chưa?
Nó cái thằng em nó cho mượn nghe được một khúc, về nhà đó có đào mà hai thằng phế thuốc rồi nó không cho nghe nữa. Nó con xuống đây con mua rồi. Đưa cho ý nghe. Rồi cái cùng không chịu quay lại, vẫn cứ gì phế thuốc. Nó mới tức nó không cho nghe nữa. Anh lại càng tức, anh bảo đã không cho tao nghe thì tao đến tận đây tao mua về tao nghe. Mà nhớ anh đến đây và được Chúa sờ chạm, Chúa đã cứu cho anh ấy khỏi nô lệ cho ma túy, ma quỷ suốt 10 năm trời. Hallelujah! Giờ anh mua, tôi gửi tặng cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây là một món quà kỷ niệm. Ngày hôm nay anh đã lên mạnh dạn làm chứng cho Chúa, đứng ra giải thoát anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn ạ. Xin chị đẹp. Rồi, xin mời bà. Con lên đây con mà chứng cho Chúa với trước cha Chúa với cộng đoàn. Thì con tên gì? Phan Thị Nghĩa, nay 72 tuổi. Ở đâu? Ở Kiên Giang. Dạ. Rồi con làm chứng hồi trước á, thì con nhỏ trong nội nó 18 tuổi mới gả, nhưng ta có mấy tháng hai đứa chia tay rồi cái thằng đó nó bệnh ung thư gì đó nó chết. Rồi đổi thừa thằng con tôi ở đằng trai, ta đổi thừa thằng con tôi thư ếm, cho nên thằng đó nó chết. Rồi bây giờ mới gả con nhỏ đó là cho chỗ khác, mà năm nay nó 22 tuổi, mà không biết là cái thằng chết nó theo hay là hoặc là cái người khác theo, mà nó xúi cho bữa ngày 18 tháng rồi nè, uống thuốc sâu lên bệnh viện nó nhồi nó rửa, rồi chở đi dọc đường cái nó chết rồi, cái nó điện về tôi nó nói vợ bà nội ơi vợ con chết rồi. Cái tôi ban đầu tôi khóc hay sao, tôi nhớ lại Chúa, tôi cầu Chúa mà cứu giùm con cháu tôi. Rồi cái Chúa mới cứu, thì cứu rồi nó chết 3 lần á, mà nó giờ mạnh khỏe rồi, với hai nữa con thưa với cha. Thưa với cha là ở đẳng người ta nghi con tôi thư ếm, nhưng mà nó cứ nó theo nó thư ếm con tôi hoài. Thành vì là vợ tôi nhờ cha với Chúa làm sao cho nó ấy, chứ mỗi lần đi làm bùa đặng mà hộ cái thân đó là mỗi một năm là một chỉ vàng với 1.200.000, là mỗi năm nào cũng thay, chứ không thay đặng nó làm kỹ đó, nó làm bùa sao mà cho gửi á, bùa gửi thằng kia nó lại, nó gửi thằng nhỏ tôi, nó vừa chạy có vài trăm thước là nhỏ tôi nhào nó chết. Rồi sao bà biết được giáo điểm, tin mừng bà đến đây để mà cầu nguyện. Dạ con có nhỏ em ở ngoài Long Khánh á, nó mới điện về nó nói chị đi ra ngoài nhà bè ở ngoài ông cha, chứ ở trên ở Long Khánh người ta hết bệnh nhiều lắm. Rồi cái con nhắn tin cha không được, rồi con lên. Con đi nay cũng hai lần rồi đó. Dạ. Thì con có nhiều đó, con cũng nhờ Chúa với cha với cộng đoàn, con cũng cảm ơn. Rồi cha cứu được cháu con đó là nó chết 3 lần đó. Thưa anh chị em, tại vì có những cái chết gọi là chết lâm sàng. Người ta tưởng rằng là chết nhưng mà thực sự là chưa chết hẳn. Và đã được cứu, vì đây là một trong những trường hợp như thế. Và chúng ta biết rằng là trong thế giới của ma quỷ, thế giới của bùa ngải, của thứ yếm, nếu mà chúng ta chơi với những cái thứ đó thì mình đang chơi với ma quỷ. Và mình tin vào cái thứ đó là mình tin vào quyền năng của ma quỷ, của sự dữ, thì mình sẽ bị nó khống chế. Và chúng ta biết rằng là Chúa Đức Giêsu khi Ngài đi rao giảng thì Ngài cũng ban cho các tông đồ quyền xua trừ ma quỷ. Và chính Ngài cũng đã xua trừ ma quỷ rất nhiều lần, đến mức độ mà ma quỷ nó phải hét lên: tôi với ông có can gì mà ông cứ đến để mà ông làm hại chúng tôi mãi. Cho nên với cái chết trên thập giá, với sự vâng phục của Đức Giêsu, Ngài đã đặt ma quỷ thù địch ở dưới chân Ngài. Ngài đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng sự chết, chiến thắng ma quỷ. Cho nên ai tin vào con Ngài thì có sự sống đời đời. Vì người ta không tin vào Đức Giêsu,
người ta tin vào quyền lực của ma quỷ sự giữ, cho nên ma quỷ sự giữ nó mới khống chế được người ta. Còn chúng ta là những người tin chắc chắn rằng là Đức Giêsu và quyền năng tuyệt đối của Ngài, không một kẻ thù nào có thể làm hại được. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù, ta gìn giữ họ như vinh quang của ta, ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và không kẻ thù nào làm hại được họ. Chính bằng chứng là chính bản thân tôi đang đứng trước mặt anh chị em đây, kẻ thù tứ phía bao vây, nếu Chúa không gìn giữ làm sao còn đứng được trước mặt anh chị em ngày hôm nay. Nguyên cái việc mà người ta 50 năm, 30 năm, 60 năm bỏ đạo dưới vòng tay của ma quỷ mà họ quay về với lòng thương xót của Chúa nhờ những chứng nhân, nhờ những bài giảng, là ma quỷ nó điên lên rồi, thưa anh chị em, và nó gầm gừ. Chúa nói rằng kẻ thù số 1 của lòng thương xót là Satan, là ma quỷ. Nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá công việc này và nó cản phá những người đi loan truyền. Nhưng đừng sợ, ta đã thắng thế gian rồi. Cho nên hôm nay chị đến đây, tôi nói với chị một cái điều thôi, đó là tin vào Đức Giêsu thì có sự sống, ai không tin thì không có sự sống. Chị có tin vào Đức Giêsu, vào Chúa Giêsu lòng thương xót không? Dạ, cảm ơn. Có hay không? Có. Rồi, chị tin thì chị sẽ chiến thắng được ma quỷ, chiến thắng được sự dữ. Hallelujah. Đây, có cái máy chưa? Dạ, tôi có, còn con nhỏ bệnh hả chưa? Rồi, đi cho con nhỏ bệnh nha. Rồi có cầu nguyện lòng thương xót hàng ngày không? Dạ, 3 giờ, 5 giờ con cầu nguyện. Cầu nguyện sao? Cầu nguyện đọc cái bài thương xót Chúa đó. Vì cuộc khổ nạn. Dạ. Đọc có thuộc không? Đọc chứ chưa thuộc, bị mới nên chứ rồi. Rồi, đây tặng cho chị một cuốn sách nữa, về nhà coi lại để đọc cho kỹ nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời chị về chỗ, người mời người khác lên đây. Dạ, thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Trải. Con Nguyễn Thị gì? Nguyễn Thị Trải ạ. Trải đâu ấy cha? Rồi, Nguyễn Thị Trải đâu? Rồi, chị Trải, chị bao nhiêu tuổi? Dạ, con sinh năm 1959 ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 59 tuổi ạ. Rồi con được trở ơn được quay về ạ. Con 52 tuổi con về được quay về với Chúa. Lúc con còn nhỏ ấy thì là con chỉ đi nhà thờ theo người ta đi vậy, con biết là con đọc đinh kinh mừng với lại kinh sang danh vậy thôi chứ chứ con không có biết đọc kinh. Thế về sau này là con không có đi nữa, rồi con bỏ luôn. Đấy, cái con lớn lên ấy thì con đi vào trong miền Nam, cái con lấy chồng đi lương. Thế là con được 4 đứa con. Thế lúc mà về sau này con nhà chồng con chết, thế con mới về hồi năm 2013, 2013 đấy, về đám dỗ bố con ở ngoài Bắc. Rồi là con đi vào mộ ấy, con mới khấn rằng bố ơi bố, bây giờ con không biết làm như thế nào, bây giờ con như là một kẻ đứng ở chỗ ngài. Dạ, rồi con xin xong rồi đến dỗ bố con xong là đến lễ Noel, rồi con ra con nhà thờ. Thế con cũng đi lễ theo người ta vậy thôi, nhưng mà con không có chủ bụng rằng con xin tội. Mà trong lòng con mỗi lần là con đi đâu, rồi từ khi con còn nhỏ con đi ngang nhà thờ. Không, bây giờ chị vắn tắt lại là nhờ đâu mà chị được ơn quay về với Chúa sau 52 năm bỏ Chúa? Dạ, rồi con đang nói rằng là đến lúc mà con ra nhà thờ thì có mà bà Trương ở ngoài nhà thờ đấy thì là kéo con lên, rồi kéo con vào bảo con đi xưng tội. Con bảo con chưa chuẩn bị được cái gì, thế con chưa chuẩn bị tinh thần thế gì, bà với động viên con xong rồi kéo con lên, rồi là con xưng tội là lúc bây giờ là con được trở về với Chúa. Rồi con vào trong miền Nam, cái Chúa thử thách con bị bệnh viêm gan C nặng lắm, còn đến lúc con khám ra là F4 rồi cha. Thế rồi bác sĩ cho con thuốc đặc trị, nhưng mà con theo mấy năm rồi nó cũng chẳng ăn thua gì. Đến năm ngoái đấy là con đi khám thì bác sĩ trưởng khoa gan ở bệnh viện Hòa Hảo đấy bảo con là bệnh dữ lắm rồi đó. Thế rồi cho con thuốc một vừa tiền khám hết gần 2 triệu với lại tiền thuốc là ấy, rồi con mua nửa thùng thuốc 4 triệu, cái con về con uống được 6 ngày, cái con thấy khó chịu quá, con không uống nữa. Rồi con bỏ luôn, xong này con đi nhà mẹ con, em con nó cho cái đài của cha.
Thế con về con nghe cái con thấm thía, con sướng quá, con cứ từ từ. Mà con không còn buồn nữa, con không còn nghĩ ngợi cái gì, con bảo con phó thác cho Chúa. Con cũng chẳng nghĩ đến Chúa đâu, tại vì là con lúc bây giờ con chưa biết chuộc nhiều Chúa. Con chỉ nghĩ rằng là đạo là đạo lành thôi, cho nên con chưa có biết được Chúa. Thế rồi là con cứ nghe cái đài của cha, con bảo là cha đã đặt tay cho bao nhiêu người khỏi bệnh như thế này, con muốn đến đây, con biết, con nhìn thấy cha này. Rồi con nói là con được góp một phần trong đây cầu nguyện cho mọi người, chứ con chỉ nghĩ rằng là con khỏi bệnh. Nhưng mà từ từ cái bệnh của con hết. Con không uống thuốc nam, con không đi, con không uống thuốc tây nữa, mà con không đi tái khám nữa. Cứ mỗi lần hàng tháng con phải đi tái khám hết mấy triệu. Nhưng mà về sau này con không có đi nữa. Rồi là con đến một năm vừa rồi con lên đấy, là đúng là tháng trước vừa rồi đấy, con lên đấy, con đi tái khám thì bác sĩ bảo con là không còn cái gì nữa cha. Vâng, thưa anh chị em, một người có đạo rồi cuối cùng bỏ đạo suốt 52 năm trời, rồi quay về nhưng mà chưa biết Chúa, có đi xưng tội đấy nhưng vẫn chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Lúc mà Chúa giáng cho căn bệnh, rồi một người giới thiệu về lòng Chúa thương xót, chị ấy nghe, lúc đó chị mới cảm nhận thực sự về lòng Chúa thương xót như thế nào. Mặc dù căn bệnh ấy suốt bao nhiêu năm trời, tốn bao nhiêu tiền thuốc, không ăn thua gì cả, và chị đã chạy đến với lòng Chúa thương xót như là người phong cùi chạy đến nói với Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay: lạy Ngài, nếu Ngài muốn, xin Ngài cứu lấy tôi. Ngài muốn thì Ngài có thể chữa lành tôi. Chúa nói: ta muốn, con hãy được lành. Và thưa anh chị em, người phong cùi thời Do Thái là người bị xã hội và cộng đồng ruồng rẫy, ruồng bỏ. Không ai được phép đụng đến người phong cùi, vì đụng đến là bị ô uế, là bị thanh, không được trong sạch nữa. Cho nên không ai được đụng đến. Họ đi đến đâu họ phải la lên là phong cùi đây để cho người ta tránh. Ấy thế mà Đức Giêsu, Ngài có thể chữa người ấy không cần đụng đến được không? Trả lời, Ngài Đức Giêsu có thể chữa người phong cùi bảo ta muốn ngươi được sạch được không? Ngài có thể chữa cái người con của ông đại đội trưởng là ông cứ đi về đi, con ông được khỏi được không? Nhưng ở đây Ngài đến sờ chạm đến người phong cùi, vượt qua hết tất cả mọi cái luật cấm, mọi cái ràng buộc, mọi cái thành kiến, mọi cái quy định của con người. Người ta đã bị phong cùi, người ta đã bị đau khổ về vật thể xác, lại còn đau khổ về mặt tinh thần là bị xua đuổi, bị ruồng rẫy, bị cô đơn, không ai dám tiếp xúc, không ai dám sờ chạm, không ai dám đụng chạm đến con người đó. Đau khổ lắm. Và Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót đã cúi xuống cái thân phận người đó. Người ấy sấp mình xuống trước mặt Chúa và kêu lên: lạy Thầy, nếu Thầy muốn xin chữa con. Chúng ta ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa cũng với cái tâm trạng đó. Anh chị em đến khẩn khoản nài xin lòng thương xót Chúa chữa lành anh chị em. Phải có lòng thành đó. Mà cái lòng thành đó anh chị em đứng xếp hàng 3 tiếng, 4 tiếng là... đó là sự khiêm tốn, là sự kiên nhẫn, là sự tin tưởng, là sự tín thác của anh chị em. Và Chúa chữa lành cho anh chị em là chính nhờ cái việc đó. Có người bảo tôi, thôi bây giờ cha cứ rảy nước phép một lần đi, khỏi phải đặt tay cho từng người nữa. Tôi bảo có đó cũng được và tôi cũng thấy đỡ mệt. Nhưng lại Chúa lại muốn có một cái sự sờ chạm vào. Vì chính Chúa là người sờ chạm vào người phong cùi. Và nói tôi muốn anh được lành. Ngài không sợ dơ, không sợ bẩn, không sợ ô uế và cũng không sợ bị ô nhiễm theo luật. Chấp hết, bỏ hết tất cả cái luật mà làm cho con người xa cách nhau đi. Chúa phá bỏ cái luật đó. Luật để làm cho con người gần gũi nhau. Luật để làm cho con người yêu thương nhau. Chứ không phải luật làm cho con người xa cách nhau, làm cho con người loại trừ nhau, làm cho con người không thương xót nhau. Thưa anh chị em, Chúa đã phá hết tất cả cái đó đi. Và Chúa sờ chạm đến người phong cùi và nói: ta muốn con được sạch. Người ấy ngay lập tức được chữa lành. Có những người đến đây ngay lập tức được chữa lành, có những người đến đây về nhà càng đau thêm. Mà
vẫn cứ cầu nguyện với cái tín thác vào Chúa, rồi Chúa lại ra tay chữa lành. Cho nên thưa anh chị em, vì chính Chúa muốn như vậy, vì thế mà anh chị em chúng ta cứ đứng xếp hàng từ ngày Chủ nhật, có khi từ 11 giờ cho đến 3 giờ là 4-5 tiếng đồng hồ. Có những người nước ngoài về đây bảo con chưa bao giờ con đứng xếp hàng lâu như vậy. Mà lạ lùng thay là người ta vẫn cứ xếp hàng, người ta vẫn cứ lên, vì người ta tin như vậy, vì người ta khiêm tốn như vậy, vì người ta tín thác như vậy. Và Chúa chữa lành cho anh chị em là chính nhờ lòng tin của anh chị em, chính nhờ lời cầu nguyện của cả cộng đoàn, cả ngàn ngàn con người vẫn rên rỉ, liên tiếp liên lỉ với kinh mân côi, kinh lòng thương xót Chúa, với những lời ca tiếng hát và những hy sinh, những giọt mồ hôi, những nóng, những chật trội, những khó chịu của anh chị em dâng hết lên cho Chúa. Và lòng bác ái sẻ chia của anh chị em biết nghĩ đến người khác. Đến đây ai cũng nghèo, ai cũng đói, ai cũng bệnh, vậy mà anh chị em dám nghĩ đến người khác. Tết thì lo quả Tết, Noel lo quả Noel, Trung thu lo quả Trung thu. Chúng tôi mới gửi lên cho xã 100 cái phần quà đó, rồi sẽ gửi lên cho huyện những phần quà đó nữa, 250 phần quà. Vẫn cứ như thế thưa anh chị em, chúng ta cộng tác với chính quyền địa phương, cộng tác với bà con lối xóm chung quanh đây, để chúng ta làm chứng cho mọi người rằng đây là đạo thật, không có gì là mê tín, không có gì là thầy bùa, thầy cúng, thầy ngải gì cả, không có gì là sùng bái cá nhân gì cả, chỉ có Chúa là đấng chữa lành mà thôi. Mà ngay khi Chúa sờ chạm, Chúa chữa lành, Chúa cũng bảo người đó là đừng đi nói với ai. Tức là Chúa cũng chẳng cần phải tôn vinh chính cá nhân mình làm gì. Nhưng người ta được ơn thì người ta phải đi nói. Anh chị em cũng như thế. Anh chị em đến đây, anh chị em được ơn thì đi nói về lòng thương xót Chúa, chứ không phải nói về ông cha Long. Nói về quyền năng của Chúa, chứ không phải nói về cái ông Long chẳng có một cái tí quyền năng phép tắc gì cả. Chỉ là cái thằng chết bầm, chết dập, Chúa ném về đây. Rồi Chúa dùng cái thằng chết bầm, chết dập đó, Chúa dùng cái con người tội lỗi này để mà làm chứng cho mọi người rằng là quyền năng của Chúa trên cái con người tội lỗi, quyền năng của Chúa trên tất cả mọi những cái bất toàn của con người. Thưa anh chị em, như thế ta mới thấy rằng là quyền năng lòng thương xót thật là tuyệt vời. Quyền năng lòng thương xót của Chúa thật là quyền năng lòng thương xót của Chúa rất và trên cả. Amen.